Lộ bằng chứng an nguy theo chân Kiều Minh Tuấn về quê nghỉ lễ, mặc kệ Cát Phượng ở lại Sài Gòn. Những ngày qua, câu chuyện hai máy bay và một phi công, Cát Phượng, An Nguy và Kiều Minh Tuấn đang thu hút sự chú ý bậc nhất của khán giả từ trên mạng online đến trà đá vỉa hè. Trong khi mọi người còn đang loạn cao cao khi ông nói gà, bà nói vịt, thì mới đây, tập phim mới lại được xuất bản. Mở đầu kỳ nghỉ Tết Độc Lập, Cát Phượng đăng tải một status thả thính muốn rủ dê Kiều Minh Tuấn đến một nơi có lá phong đỏ rực lãng mạn. Tất nhiên, phi công không hẹp hòi gì mà không tặng máy bay một like. Chỉ một like thôi và không thêm bất cứ comment đồng tình ủng hộ nào. Thấy thế chưa thỏa mãn, cô Cát tiếp tục repeat lời thả thính dưới comment. Nhìn cảnh thích gì đâu á, Kiều Minh Tuấn. Thính rất thơm nên lập tức nhận về thừa sự ủng hộ của người hâm mộ nhưng lại thiếu một tim, một like của chàng phi công. Không phải Kiều Minh Tuấn đang xem phim Sự Im Lặng Của Bầy Cừu hay đang hát bài The Sound Of The Silence, mà phi công đang bận về quê nhà ở Bình Phước, Vũng Tàu. Facebook Kiều Minh Tuấn đăng bức hình anh mang cún cưng ra biển tắm nắng. Phía dưới có comment của một người bạn hỏi thăm. Không qua anh à, Kiều Minh Tuấn trả lời, giãn lễ em qua, giờ này qua chắc không còn chỗ ngồi luôn quá. Sau đó đúng như lời comment trên Facebook, người ta bắt đầu thấy chiếc xe của họ Kiều di chuyển đến gần khu vực nhà thờ Phước Bình. Và một bức ảnh đã được độc giả chụp lại, nhìn dáng ai trông quen và ngạc nhiên chưa, độc giả khẳng định 100% đây là An Nguy, người đang tạo bao sóng gió suốt tuần qua với Kiều Minh Tuấn. Phải chăng cô đã thực sự cùng anh có mặt tại vùng đất này? Nhưng bức hình có vẻ chưa có tâm lắm khi chỉ chụp từ đằng sau. Thực sự chưa chắc đã phải cô gái đình đám ấy. Tuy nhiên, nhiều fan của nữ vlogger nổi tiếng đã nhận ra cô gái đứng quay lưng kia chính là An Nguy. Và rất nhanh, một trong số đó đã xin chụp hình cùng thần tượng và đăng ngay lên trang cá nhân của mình. Dưới bức ảnh, nhiều fan tỏ ra ngạc nhiên vì không ngờ An Nguy lại có mặt vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tại nhà thờ Phước Bình, Vũng Tàu. Nhiều chi tiết rành rành thế này, muốn nói Kiều Minh Tuấn chỉ tình cờ đụng địa điểm với An Nguy cũng khó tin. Không phải tình cờ nhưng cũng chưa chắc là mờ ám. Có thể nam diễn viên họ Kiều muốn mời bạn diễn về quê tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình thì sao? Ai cũng có bạn bè, ai cũng có những phút riêng tư. Trước đó, tin đồn An Nguy là người thứ ba xen vào chuyện tình thập kỷ của cô Cát và họ Kiều đã ồn ào xôn xao. Trong khi Cát Phượng khẳng định chắc chắn 100% không có chuyện An Nguy và Kiều Minh Tuấn yêu nhau, thì nam chính lại rất thật thà. Nếu người thứ ba xuất hiện và tình yêu đủ lớn, tôi sẽ lựa chọn. Đứng giữa hai nhân vật chính, An Nguy vẫn chọn cách một mực im lặng. Tuy thế, nữ vlogger đình đám này không chịu ngồi yên. Cô vẫn hồn nhiên xuất hiện bên Kiều Minh Tuấn và có nhiều sự động chạm vô cùng thân thiết. Mới đây nhất trong buổi gặp gỡ anh em đoàn phim Chú ơi đừng lấy mẹ con mừng sinh nhật lần thứ 32, An Nguy còn gây sóng gió khi một tay cầm điện thoại của Kiều Minh Tuấn nói chuyện điên đảo. Tay kia để lên đùi anh rất tự nhiên, như thể đã quen với việc này từ lâu lắm rồi vậy. Cùng xem nhiều thông tin.